tin đại dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm trên 10 năm và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên con đường tri thức. Thì khi mà các bạn muốn học thạc sĩ ở Canada thì một cái khóa học thì như thế nào? Thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn về thông tin mà các bạn muốn du học thạc sĩ. Thì để bắt đầu một khóa học sau đại học tại Canada, bạn sẽ cần phải có một bằng đại học. Đây là nền tảng mà từ đó bạn sẽ có thể học một cái chứng chỉ sau đại học, văn bằng sau đại học hoặc là bằng thạc sĩ và sau đó là bằng tiến sĩ. Thì các bạn biết không, chi phí của các khóa học tại Canada thì bạn cần có số tiền khá lớn để theo học các khóa học sau đại học tại Canada. Học phí của các khóa học có thể trên đợt đáng kể giữa các trường, và số liệu của Tân Đại Dương muốn chia sẻ cho các bạn là sắp xỉ mà các bạn cần phải chuẩn bị. Đó là thạc sĩ quản trị kinh doanh, học phí là 22.000 đến 45.000 đô la Canada một năm. Về thạc sĩ khoa học thì từ 18.000 cho tới 24.000 đô la Canada một năm. Và về ngành y học thì từ 20.000 cho tới 35.000 đô la Canada một năm. Thì về nghệ thuật và khoa học nhân văn thì tầm khoảng 18.000 cho tới 30.000 đô la Canada một năm. Về cái chương trình mà dự bị thạc sĩ thì bạn có thể là tham gia các khóa học dự bị thạc sĩ nếu bằng cấp hoặc là khả năng tiếng Anh của bạn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu nhập học của chương trình thạc sĩ tại Canada. Thì các khóa học thường kéo dài từ một học kỳ đến năm học, với cái nội dung là bao gồm những môn học chuyên ngành, môn học về kỹ năng học tập, văn hóa, ngôn ngữ, đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra và các cái môn, và có thể là bao gồm các cái bài thi. Bằng đại học thì điểm trung bình từ 6.5 và điểm IELTS tối thiểu là 6 chấm. Thì về chứng chỉ hoặc là bằng sau đại học thì khóa học này thường kéo dài một năm. Học một học năm học thì có 2 đến 3 học kỳ theo hình thức là lên lớp, không bao gồm phần viết luận văn và nghiên cứu. Thì các cái bằng cấp này được xem là bằng cấp chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như là giáo dục hoặc là quản lý, tạo ra một cái sự khởi đầu tuyệt vời cho các bạn. Thì đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn hoặc là các bài thi cuối khóa. Thì bằng đại học điểm trung bình từ 6.5 và điểm IELTS tối thiểu là 6 chấm cho tới 6.5. Thì hoặc là yêu cầu các bạn có bằng dự bị thạc sĩ. Còn đối với cái chuyên ngành thạc sĩ thì chương trình thạc sĩ chuyên ngành thường kéo dài là trong 1 đến 2 năm, thì tầm khoảng 12 đến 24 tháng. Học thạc sĩ chuyên ngành là để ra đi làm, và sẽ lên lớp học để hoàn tất một số học vần. Học tại lớp thì dự các hội thảo, viết cái tiểu luận và thi, và bài viết luận đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn hoặc là các bài thi cuối khóa và bài luận văn. Thì yêu cầu các bạn là có bằng đại học, điểm trung bình từ 7.5, điểm IELTS có nghĩa là 6 chấm cho tới 7 chấm, hoặc là bằng có dự bị, hoặc là bạn đã tốt nghiệp dự bị thạc sĩ. Thì đối với cái thạc sĩ nghiên cứu thì yêu cầu là các bạn, cái chương trình của trường là kéo dài thường 2 đến 3 năm, nhưng mà người học thạc sĩ nghiên cứu là để học tiếp lên cái chương trình tiến sĩ. Thì bạn sẽ không phải lên lớp mà dành tất cả thời gian cho công tác nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sư. Kết quả cuối cùng được đánh giá dựa trên chất lượng bài luận văn khoảng 30 cho đến 40.000 từ. Thì đối với cái chương trình thạc sĩ chuyên ngành này thì yêu cầu các bạn là đã các bạn có bằng đại học với cái chuyên ngành phù hợp, điểm trung bình từ 7 chấm và điểm IELTS tối thiểu là 6.5 cho tới 7 chấm, đề cương nghiên cứu. Thì còn chuyên ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA thì chương trình thường kéo dài trong 1 năm là 12 tháng. Đây là chương trình giảng dạy chuyên về lĩnh vực kinh doanh nhằm cho giúp bạn có một bước thăng tiến thực sự trong công tác quản lý, đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn, bài thi và luận văn. Bằng đại học điểm trung bình từ 7.5 thì điểm IELTS có thể là 6 chấm. Nhiều trường hợp yêu cầu là 2 đến 3 năm kinh nghiệm. Một số trường có yêu cầu điểm GMAT hoặc là kinh nghiệm quản lý thì bạn mới có thể học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thì đối với chương trình kết hợp với học tiến sĩ thì cái chương trình này thường là kéo dài tối thiểu là 3 năm. Suốt cái thời gian bạn học sẽ phải làm công tác nghiên cứu về một cái đề tài nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư. Đến năm cuối chương trình bạn sẽ được yêu cầu nộp một bài luận văn khoảng 70.000 cho đến 100.000 từ. Thì kết quả cuối cùng được đánh giá dựa trên chất lượng bài luận bằng thạc sĩ. Với cái chuyên ngành phù hợp thì yêu cầu của các bạn là để tham gia cái chương trình tiến sĩ thì điểm IELTS tối thiểu là từ 6.5 cho tới 7 chấm. Thì để chi tiết hơn về cái chương trình thạc sĩ thì các bạn hãy truy cập website tddvn.com hoặc liên hệ với các chuyên viên tư vấn qua số 3848 4879.